chúng ta cùng nắm tay thành một trái tim yêu thương dành tặng cho em. Thưa quý vị và các bạn, thật không ai muốn sinh ra lại có một trái tim bệnh tật. Trường hợp của bé Trần Thanh Nhàn ở thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình cũng như vậy. Mới chỉ lên 3, nhưng cơ thể của bé Nhàn chỉ nhỏ bằng em bé 1 tuổi. Và ngày đêm, bé phải chiến đấu với sự đau đớn của trái tim lỗi nhịp. Được sự hỗ trợ của chương trình Trái tim cho em, bé Nhàn đang trên hành trình tìm kiếm sự sống cho trái tim bé nhỏ. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Tạ Quang Thắng. Hôm nay tôi và ekip của chương trình Trái tim cho em đang có mặt tại Bệnh viện E. Chúng tôi sẽ đến thăm bệnh nhân Trần Thanh Nhàn, một cô bé người Thái Bình. Chúng ta sẽ cùng được xem niềm vui của gia đình Nhàn sau khi mà em đã có một cuộc phẫu thuật rất là thành công. Và bây giờ chúng ta cùng chia sẻ niềm vui gia đình em nhé. Là một nhạc sĩ, ca sĩ, đã có những may mắn được đi nhiều vùng quê trên đất nước Việt Nam để tìm cảm hứng sáng tác các ca khúc về quê hương đất nước và những con người của Việt Nam. Điều đặc biệt là được chứng kiến nhiều số phận khó khăn trong xã hội. Ngày hôm nay, tôi lại có một hành trình trải nghiệm đến thăm hỏi, động viên những bệnh nhân nhi với hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim bẩm sinh. Chào chị, khi mà nhà mình mà biết được thông tin là chương trình gọi điện báo là sẽ tài trợ chi phí phẫu thuật thì nhà cháu mừng lắm ạ. Vâng. Bởi vì là con thì cũng phẫu thuật nhiều lần. Vâng. Và điều kiện gia đình thì không có mà cứ mỗi lần như thế thì nhà lại lo lắng không biết là tiền ở đâu để cho con ấy ạ. Vâng. Cho nên là khi mà được phí hỗ trợ ấy thì nhà cháu rất là mừng. Qua cuộc trò chuyện giữa tôi cùng với người mẹ của bé Nhàn mới biết được hoàn cảnh rất khó khăn của gia đình. Những ngày tháng khi mới phát hiện ra con bị mắc bệnh tim bẩm sinh, người mẹ tội nghiệp đó đã bao đêm khóc thầm. Khóc vì thương con, khóc vì sẽ tìm đâu ra tiền để chữa bệnh cho con đây. Mọi lo toan cứ dồn dập đến với gia đình của chị Chiên. Và rồi, niềm may mắn đã đến với bé Nhàn khi bé được chương trình Trái tim cho em, Quỹ Tấm Lòng Việt hỗ trợ tiền phẫu thuật. Bé Nhàn mới trải qua cuộc phẫu thuật tim hơn một tuần, nhưng sức khỏe của bé hồi phục khá tốt. Để tìm hiểu rõ hơn thông tin về bệnh tình và sự phát triển của bé Nhàn, tôi đã tìm đến bác sĩ Bùi Quang Huy, người đã điều trị trực tiếp cho bé Nhàn. Trường hợp của cháu Nhàn đấy là một trong những cái trường hợp mà hết sức phức tạp. Nó phải làm ít nhất là phải thành 3 giai đoạn. Và bất kỳ một cái giai đoạn nào cũng là một cuộc mổ thập tử nhất sinh. Nhưng mà rất may trong cái trường hợp này của cháu là thứ nhất là sự giúp đỡ của mọi người, cũng như là sự nỗ lực của gia đình cháu, cũng như là toàn bộ tất cả các y bác sĩ. Và còn nữa đấy là cái sự cái nghị lực và cái sức sống của cháu. Thì hiện giờ là sau cái ca mổ lần thứ hai và sau một tuần thì hiện giờ là cháu đã hồi phục tương đối tốt. Rất là vui mừng, rất là hạnh phúc khi con mình được mổ, trước hết là được mổ. Sau đó thì cháu lại có thể được bình phục một cách nhanh chóng như thế này. Và cháu cũng rất mong rằng sau này con cũng sẽ khỏe mạnh và đón cái đợt mổ tới cũng sẽ gặp nhiều may mắn. Chia tay với cháu Nhàn và gia đình, tôi có một niềm vui khó tả, như mình vừa sáng tác xong một tác phẩm hay. Mừng vì bé Nhàn vừa trải qua những phút giây khó khăn nhất trong cuộc đời. Mừng vì người mẹ tội nghiệp của bé sẽ không còn những đêm dài khóc thầm vì lo cho con. Và em sẽ xin phép hát tặng các anh các chị một bài hát vừa như là để tinh thần của mọi người phấn chấn hơn một chút, cũng như là để cho cái không khí nó tươi vui hơn. Lung linh cùng một mái nhà, lung linh cùng hồn cùng vui.
Tôi cũng rất là hy vọng là sẽ có nhiều trường hợp như cháu Nhàn, rất là nhiều em bé khác sẽ có được sự giúp đỡ của chương trình Trái Tim Cho Em để có nhanh có một cái sức khỏe thật là tốt để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, sự trở lại của chương trình Trái Tim Cho Em đã, đang và sẽ mang lại sự sống cho rất nhiều em nhỏ mắc dị tật tim bẩm sinh như bé Trần Thanh Nhàn trong phóng sự mà chúng ta vừa theo dõi. Hãy cùng chung tay góp sức cùng với chương trình để nhiều trái tim trẻ thơ sẽ được hàn gắn. Mọi sự đóng góp, xin quý vị hãy gửi về chuyên mục Trái Tim Cho Em, Quỹ Tấm Lòng Việt, Đài Truyền Hình Việt Nam, số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.